mới đây trang mạng thông tin du lịch travelbird.nl của Hà Lan vừa công bố những điểm du lịch biển có giá rẻ nhất thế giới. Biển Cửa Đại của tỉnh Quảng Nam được vinh danh ở vị trí số 1 trong danh sách này. Theo giới thiệu của trang mạng trên, Cửa Đại nằm gần phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam là điểm đến rất được các du khách quốc tế ưa chuộng bởi vì chi phí nơi đây rẻ hơn rất nhiều so với những địa điểm khác trên thế giới. Một buổi nghỉ ngơi thư giãn trên bãi biển này trung bình chỉ cần 13,54 đô la Mỹ. Trong khoản tiền khiêm tốn đó đã bao gồm kem chống nắng có thể mua tại cửa hiệu ngay bên cạnh giá 2,01 đô la Mỹ, một chai nước 5 sen, bia 2,09 đô la Mỹ, kem là 90 sen và suất ăn trưa dành cho một người với thức ăn kèm theo đồ uống là 8,04 đô la Mỹ. Ngoài cửa đại thì ba bãi biển khác của Việt Nam cũng nằm trong bảng xếp hạng 250 địa điểm du lịch hấp dẫn về giá cả của trang mạng trên.